mình có cái chung này, cái chung này nó có cái nó sẽ được hello hello Benjamin Kim Anh dạy bi dịch luôn nha, anh sẽ dạy bi dịch mua luôn cho mấy em này. Sư phụ mà cứ phạt quỳ gối sư phụ mệt đó nha. Quỳ gối có em kia còn đòi chổng mông nữa kìa, đừng nói quỳ mưa, quỳ gối là chuyện nhỏ. Thì mấy bạn thấy là bây giờ cái hũ bột này là cái hũ bột natural đúng không? Đây mình sẽ đổ vào đây, mình sẽ múp khoảng chừng một muỗng thôi ha, mình bỏ một muỗng natural vào đây đó, muỗng rưỡi đi. Đây. Mình không có muốn làm trở thành một cái waste. Xe dùng nha, mình không muốn trở thành cái waste, tại khi mình đổ ra đây rồi là mình sẽ đổ đi luôn, mình sẽ không đổ lại ngược đây nữa, mình cắt cái hũ này lại, mình sẽ không dùng tới cái lỗ nó nữa, mình bỏ luôn. Các bạn hiểu chưa? Tại vì cái này là một cái bột na chỗ là một cái nền thôi, thì mình chỉ cần dùng như đó thôi là đủ. Còn cái mặt bên đây đó là mấy bạn nhớ là mình sẽ mở ra. David chế cái này sâu vô là David muốn làm cái điều hồi trước, David chế cái này sâu vô để David chủ yếu làm cái này, mình sẽ làm mình sẽ múc ra khoảng chừng 2 muỗng nha. Thì đây mình muỗng rưỡi luôn đi. Đó nhiêu đó đủ rồi. Tại vì mình làm có một tay thôi. Và David sẽ hy sinh mấy bạn, David làm cho mấy bạn thấy luôn. Trước hết mà mình nói về cái dipping trong cái mùa Covid này, mà có thể là trong tương lai luôn chứ không có phải là mùa Covid nữa, là mình sẽ có cái cách làm, cái cách dip của mình nó sẽ thay đổi. Mình không có thể dip cái tay của mình vô thẳng cái hũ bột được nữa, là vì lý do đó, lỡ mà người ta thứ nhất là nó không có vệ sinh, thứ hai nữa là nó lỡ mà người ta có bị này bị kia thì nó sẽ bị nó có bị truyền qua cái bộ hũ bột này. Thì nếu như vậy tốt nhất mình sẽ đổ nó ra đây ha. Đây bây giờ trước hết David để cái này qua một bên để nó khỏi bị dính vào. Đây là bàn tay của David mới mới ngâm nước, mới ngâm acetone ra. Tại vì hôm qua hôm kia gì mình có làm mẫu cho mấy bạn coi đó. Thì bây giờ mình làm lại cho mấy bạn coi. Thì cái đây. Tay của mình thực sự ra tay của mình là tay model đó. Có mấy công ty nó mướn mình trả mình chịu đó, mình chưa chịu đi làm đó. Nó mướn mình, nó kêu mình là trả tiền cho nó mà nó trả tiền cho mình đó, mình chưa chấp nhận đi làm với nó đó nha. Tại vì tay của mình rất là đẹp ha, bàn tay người nông thôn mới trở dậy này, mấy bạn thấy chưa, thợ nail mà bây giờ tay là đi cuốc đất mà bị chai, ngày hôm qua cuốc 5-6 tiếng đồng hồ luôn, ở đằng sau nhà, đằng sau vườn á, là lấy cuốc ra cuốc cào đất cào nhà làm cửa tôi luôn hết ở đằng sau đó, đâm ra nó bị hơi 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 bị chai, hơi bị đẹp nha mấy bạn, mấy bạn thông cảm dùng chút. Nó nhìn vậy nó hết mướn rồi, bây giờ cái này nó bỏ, nó bắt mình phải trả lại cho nó chứ không phải là nó trả tiền cho mình nữa. Đây trước hết mấy bạn nên nhớ là mình làm đó thì khách bước vào đúng không, mình sẽ thứ nhất là mình kêu được người ta đi rửa tay đó. Sau khi mình kêu khách đi rửa tay rồi, mà xin lỗi, mà nếu mà một một là mình rửa tay, hai là mình phải dùng hand sanitizer. Thì khi mà mình dùng hand sanitizer khi trước khi mình làm dip á, mấy bạn nên nhớ nó trong đó nó có chất alcohol và chất alo. Thì cái chất gel đó nó sẽ, nếu mà mấy bạn rửa không sạch đó thì nó sẽ bị bung rất là dễ. Khi mấy bạn làm dip là nó sẽ bị bung rất là dễ. Thì cái tốt nhất là mấy bạn nên lấy alcohol mấy bạn chùi sạch cái móng của người ta đi đúng không, khi nó xe nó thay rồi xong này, anh hy sinh bàn tay của anh mà, thấy không, khi mà khách vô, khi mà nó dùng hand sanitizer hoặc là nó đi rửa tay bằng xà bông thì mấy bạn nên nhớ lấy lại cái alcohol với bạn chùi cho nó sạch ha. Mấy bạn dùng alcohol mấy bạn chùi cho nó sạch mấy cái móng của người ta, mấy bạn nhớ không, nó sạch đi luôn. Nó sạch như vào thế này. Rồi sau khi nó em nghe cào mà em tưởng anh đi đòi nợ không. Cào gì em muốn cào gì hả, hay là em muốn quỳ nữa, ngày hôm qua là anh tha cho em chưa quỳ đó, ngày hôm nay muốn quỳ không. Rồi mấy bạn theo dõi đây ha, tiếp tục thì sau đó mấy bạn sẽ dùng cái trước nhất đó, là trong cái basic của mình làm deep á. Mấy bạn nên nhớ có nhiều người làm nó có bị nhiều cái problem, bị líp. Ngày hôm qua có một con bé nó Hoa đó cũng học hỏi đó, thì cũng chỉ đó. Thì mấy bạn này nên nhớ cái trước hết mấy bạn cần dùng, mấy bạn phải dùng lấy cái dây mấy cây, mấy bạn đẩy này ra này. Ok, first thing first, you need to push back the cuticle. Ok,
before you start prepping or doing any kind of services, okay? For dip or acrylic is the same way. You push the chemical back. Mấy bạn nên nhớ mình đẩy da ra này. Tại vì David không có model, David lấy ra Phi Loan, đúng rồi, bé Loan đó. Đó, giỏi này, hôm nay có mặt nữa này. Nhớ ha, chịu khó để ý nha. Từng từng ly từng tí một nha. À, thấy không? Đẩy da này. Thì David cảm thấy là cái môi này đó là cái mà nhiều người bị rắc rối nhất, làm bị trouble nhiều nhất. Thì đợi vậy ngày hôm nay là David hướng dẫn cho các bạn làm cái này nha. Sao anh không mở website để bán bột dễ mua? Anh không có bán bột được anh, tại vì bên anh là nhà máy á. Boy Trần ơi, anh là nhà máy, anh không có bán được, tại vì anh bán thì anh bị cạnh tranh với lại supply đâu, anh không có bán. Anh chỉ sản xuất thôi. Anh sản xuất ra rồi anh để cho supply bán. Thì cũng có nhiều supply là có website lắm mà. Mấy bạn thấy là mình sẽ đi từ trong góc này này, bé Phi Loan này, đi vô đây này, theo đẩy vô này, sạch hai cái đường này này, theo mấy bạn thấy chưa? Đẩy sát vào. Và mình đi mình đẩy cho thật đều vào này, thấy không? Đó, mấy bạn thấy chưa? Đó, mấy bạn đẩy chung quanh cái cuticle cho nó sạch đi thôi nha. À, nhìn thấy không? Đây, nhìn đây, ok. Đó, này mấy bạn coi này, mình đẩy nè, cho nó tròn nha. Đó, sạch cái cuticle của mình chung quanh. Kêu bằng anh sư phụ sẽ dạy kỹ hơn. À, đúng rồi, hello Jen đi. Mấy bé mà gọi bằng chú á, nhớ nha, kêu bằng anh nha. Bé Thủy Tiên Liên á, Thủy Tiên Liên nói. Là Thủy Tiên Liên nó nói là dạy cậu bằng anh nó dạy kỹ hơn. Nè, các bạn thấy không? Mình sẽ đẩy cái da của người ta ra nè. Đó, cho nó đều nha. Các bạn thấy chưa? Rồi sau đó mình sẽ dùng cái đầu dũa. Đúng rồi, thì Tammy nó cũng bán á. Hello Kecho. Hello mấy em. Cái đầu dũa này, đầu dũa là Diamond Square này, bạn thấy không? Lấy mình lấy nó lên ha. Đây. Đầu dũa này chuyên môn cho dip powder. Sau đó mấy bạn coi là dũa này. Ok. Mình chạy một cái tốc độ khoảng chừng 3.000 tới 5.000 RPM thôi. Không có lẹ cho lắm ha. Và sau đó mình đẩy da nó đi chung quanh này. Thấy chưa? Bạn thấy không? Mình đẩy nó đi này. Thì nó đi rất là đều đúng không? Nó đi sạch này. Đó. Nó sẽ làm nhám cái da của người ta. Ok. Nè. Đó. Nó ăn thua là cái độ nhám trên cái mặt bột này này. Ok. Nhất là cái quan trọng nhất là hai trong góc này nó bị líp dữ lắm, mình sẽ đẩy sát vào. Ok. Và mình sẽ đi cong vào đây này. Ok. Và qua bên đây mình cũng tiếp tục mình làm giống như trang vậy là mấy bạn thấy chưa? Đây. Đó, đi sát vào này không? Đi sát vào cuticle đúng không? Đó, đi hết một vòng cong. Trang Lê, em muốn mua bộ đồ dũa này hả? Em vào trong cái trang web em đang ở tiểu bang nào? Có nhiều supply bán lắm á. Nè, em thấy không? Đi sát vào này. Hai anh bột giảm giá phải không anh Hoàng? Bột giảm giá là sao em? Anh vẫn bán như bình thường. Anh em đánh anh em họ Liên mà anh cứ liền hoài vậy ta. Ủa liền, ở Liên hay liền hả? Ờ nhưng mà anh thích liền à. Liên Thủy Tiên. Hello Lily Lâm, em khỏe không? Lâu quá không gặp em. Em khỏe không? Với em sao rồi Lily? Em mở tiệm ra làm ok không? Đông phải không? Nè mấy bạn thấy nè. Đây là những cái đầu dũa này, các bạn thấy không? Nó dũa cho nó sáng đi thôi. Massachusetts à? Massachusetts thì em ghé vào tiệm Kelly Nail Supply đó. Ở đó có đầu dũa đó. Hôm trước anh có đem tới đó đó. Em ghé vô tiệm của Vân đó. Đây là một cặp của nó thôi nha. Em ghé vô tiệm của Vân Boston đó. À, Boston Nail Supply đó. Kelly chứ xin lỗi. Kelly Nail Supply đó là đã có bán nha. Và sau đó mấy bạn dũa shape này. Ok. After that you found the shape.
And after you found the shape, okay, to ever the shape you want, anh mình yellow and pink ombre, anh vẫn khỏe, làm cho tôi luôn phải không? Ok, vậy là vui rồi, làm cho tôi là vui rồi. Rồi mấy bạn nhìn kỹ này nha, mấy bạn coi lại nha. Cái này là cái này natural, ok, I put it on here. Khách hỏi em làm, em không biết làm. Pink, yellow and pink ombre hả? Yellow and pink ombre bình thường thôi em, rất là dễ mà. Đâu có gì khó. Thì em làm pink, em làm ombre kiểu nào thì bây giờ em làm ombre kiểu đó thôi. Ok, and then now mấy bạn cần cái chai bonder này, thấy bạn thấy cái chai bonder không? Ở vị trí nhà có bán đầu vũ của anh không? Vị nhà hình như là em, anh nghĩ là không. Vị nhà thì nếu như vậy thì em vào cái trong cái website, nó đề là www.princessnailsupply.com á, thì mấy bạn có thể vô trong nó mua cũng có nha. Rồi, ok, now that I need bond, so I apply the bonder first. Ok, các bạn thấy không, mình apply bonder nè. Rồi ha, đây. À, sau khi mấy bạn apply bonder, hy sinh luôn mà lên cao. Em thấy không, anh không có model. Mấy ngày hôm nay anh không có model, anh đang ở công ty chứ không phải là ở ở tiệm supply, chứ không phải là tiệm nail. Thì trên công ty vẫn còn đóng cửa, chưa có mở cửa tại vì chưa có hoạt động được. Đó, hello Linh Phương. Anh Hoàng cho em hỏi mấy bữa em hỏi mấy vũa loại anh xài bên anh cho em lỗi khi tên được không? Tên của mấy cái dũa ha. Cái này thì nó gọi là cái đầu dũa này, nó gọi là cái đầu dũa Diamond Square ha. Còn đầu dũa này nó kêu là Gel Remover. Thì cái Gel Remover này được cái là nó vừa chạy gel mà nó vừa chạy cuticle luôn ha. Hello Loan Phạm, hello Phương em. Thì bây giờ mấy bạn thấy là cái hũ bột này là cái hũ bột na trời đúng không? Khách nó bước vào thì bây giờ mình phải cần deep, mình dùng số 2. Sau khi mình dùng số 1 rồi, bây giờ mấy bạn nhớ mình dùng số 2. Đó, ok. Nếu mà muốn cho nó check, đừng có để nó bị cái vấn đề gì, thì mấy bạn theo dõi đây. Cái này là một chút xíu mẹo sẽ giúp cho được các bạn rất là nhiều. Mấy bạn sơn một chút xíu vào ngay đầu thôi nha. Bây giờ rồi mấy bạn nhúng xuống cái hũ bột. Đó, bây giờ mấy bạn thấy không? Sơn ngay đầu nè. Thật là nhẹ, thật là mỏng thôi. Cái bạn đíp xuống là mấy bạn không đút xuống mà mấy bạn lật lật ngược móng tay lại, mấy bạn đíp nó vô như thế này. Nè. Ngon, tiếp tục này, mấy bạn coi này ha. Đây, mình đưa nó vào này ha. Đây mình lại tiếp tục nữa. Này, mình đưa nó vào ha. Và tới cái ngón cuối cùng mình cũng làm giống y chang nhau. Đây mấy bạn thấy chưa? Nhẹ thôi, mình đưa nó vào. Thì mấy bạn thấy đó là hiện tại bây giờ là cái đầu này nó có một chút xíu bột ở trên cái đầu rồi. Thì đó, cái đầu móng của mấy bạn á, của khách á, thì nó có chút xíu bột ở trên đây rồi. Nó tạo ra hơi, nó giúp cho mình, nó tạo được một cái độ dày. Đó. Em live Seattle mua đâu? Seattle thì em ghé vào mà Seattle Nail Supply, chỗ của chị Kim á. sao hả John? John nói sao? Cái màu vàng nó bị đô hả? John đang nói về đắp hay là deep, hay đang cho nói về cái gì vậy? Nãy giờ mình chưa hiểu cho nói ha. Anh chưa hiểu cho nói, cho nói rõ là deep hay là đắp hay là như thế nào ha. Làm ombre deep hay là ombre đắp hay là ombre một nốt nhạc hay là ombre rắc hay là ombre như thế nào, nó có nhiều loại lắm. Này mấy bạn coi lại là lớp thứ hai nè. Mình sẽ kéo lên này nha. Em nói rõ ra cho anh thì anh chỉ cho em chứ này, khi em anh chưa có hiểu câu hỏi của em. Nè, lớp thứ hai bạn thấy không, để nó vào này. Mấy bạn nhìn nè. Đó, thấy chưa? Rồi tại vì khi mình làm xong là mình quăng đi, mình không có xài lại nữa. Sắp bột đó hả? Đắp bột đó hả? Đắp bột đó hả cho anh? Nè. Để nó vào nè. Utah thì đắp bột ok. Utah thì em ghé vào nó có tiệm bán là cái tiệm gì đó, Linear Supply ở bên Utah đó.
Ở Lee Nail Supply có bán ở bên đó. Nè mấy bạn thấy không, tiếp tục này, đưa nó vào này thấy không? Thấy không? Mình lấy nó ra. Nè mấy bạn coi tiếp tục này, mình đưa nó vào này thấy không? Ok, để chút xíu anh chị cho. Cái đó quá dễ mà. Đây. Nè mấy bạn coi này, coi thấy không? Đó. Rồi, nó chỉ còn lại có bao nhiêu đây thôi. Mình đem mình bỏ đi thôi chứ đâu có cần gì đâu, mình bỏ vô thùng rác. Có nghĩa là mình lấy ra là mình không có đổ lại cái hũ nữa, mình bỏ đi luôn. Thì mấy bạn thấy là mình đã đip xong cái nền tảng cho cái móng tay. Ok. Và sau đây là cái bột mà mấy bạn thấy là mình sẽ lấy ra để mình đip lên này. Mấy bạn coi kỹ lại nha. Thì bây giờ bắt đầu là mình sơn cái thằng này này. Nè. Sao nhớ hay giữ anh? À, anh nhớ hả? Nhớ mấy tên supply hả? À, có cái nhớ cái không nhớ, tại vì những chỗ nào mà anh đã đi qua rồi anh nhớ hết, tại vì hình như là 52 tiểu bang anh đi hết 47 45 46 tiểu bang rồi. 45 46 tiểu bang mà anh đi đã làm show đó. Tiểu bang nào anh cũng đi hết. Tiểu bang nào anh cũng mặt hết. Các bạn thấy không, đi sát và cuticle ha, nhưng mà đừng có để cho dính trên cuticle. Thấy không? Sơn thật là đều và sau đó mấy bạn dip xuống theo kiểu này này. Ha, mình rồi sau đó mình ngâm nó 3 3 3 3 giây để cho nó bám vào cho thật chặt. Pennsylvania thì em ghé vào US Maxim Nail Supply, Fila Nail Wholesale Supply và Washington Nail Supply đều có bán hết. Anh ơi, anh like cùng với thêm mì làm cho em coi được không? Anh like cùng với thêm mì làm cho em coi được không? Stacy ơi, anh mà đọc được cái câu này của em là anh chết liền luôn đó. Hả? Anh like dùng cái gì mà cái gì mà anh like dùng với thêm mì làm cho em coi được không là sao? Bó tay em luôn. Thêm mì á hả? Anh like cũng thêm mì, thêm mì nó đang làm like của nó mà anh ở bên nó sao làm được? Hả? Em qua bên đó mà coi, em không coi của anh chứ. Utah anh tới chưa? Có, anh cũng tới Utah rồi. Utah anh tới anh hồi trước kia đó, lúc mà anh tới Utah đó thì anh tới tiệm tiệm gì này quên rồi. Tiệm gì quên rồi ta. Mà bây giờ cái cô đó cô không bán nữa, cô bán cô hết hết không có hàng nữa. Anh đi làm live cùng với chị Tammy làm sao em coi được hai người? Thì đâu có biết ở đâu, thì tới giờ của anh phải làm chứ em nói sao vậy. Ngày nào anh cũng 12 giờ anh làm mà anh đâu thay đổi được. Em cũng đang nhảy nhảy, em cũng đang nhảy qua nhảy lại. Ồ vậy đó hả? Đúng rồi. Tại vì Tammy hôm nay nó có khách 12 giờ, nhưng mà 12 giờ là 12 giờ của anh ngày nào anh cũng làm live 12 giờ mà. Mấy bạn theo dõi mấy bạn biết chứ không? Ừ, chịu thôi. Nè mấy bạn coi này, tiếp tục lớp thứ hai này. Mấy bạn coi này, mình deep nó lại này, thấy không? Giữ nó lại thấy chưa? Đó, thấy chưa mấy bạn thấy không? Úp nó vô này ha. Lấy nó ra. Nó chưa có đều thì mình nhảy qua ấy lại cho nó đều ha, giữ nó lại đó. Thì mấy bạn thấy không? Mình đổ nó ra đây này, mình làm là cái mình cứ xếp nó lại như vậy. Mình cần nó thì mình cho nó trở thành lại cái góc lại cho nó đều, cho nó đầy lên như vậy này. Để cho mình dễ dip đúng không mấy bạn thấy chưa? Đó. Ừ. Tiếp tục nè. Tammy nghe nói nó đắp bột, anh thì anh dip ngày hôm nay anh dip basic thôi. Cái basic này tại vì có nhiều bạn cần học lắm. Có nhiều bạn đang vào nghề hoặc là những bạn làm chưa có rành đó, thì mấy bạn chú ý về vấn đề này chút xíu ha. Đây. Ba ngón này ha, tiếp tục để mấy bạn coi này, mình dip này. Đây. Đưa nó vào ha. Ôm nó vào. Thì sau khi mấy bạn nên nhớ là sau khi mà mình xong đó, I don't know what I'm saying, tell me you have lied at the same time, I don't know which one to choose to watch. Okay, that's why speak tap in English please. Because you're Vietnamese, I would not understand what you're saying. You make my tongue well. I couldn't understand what am I reading from you. Ok, mấy bạn thấy chưa?
Đó. Ok, là mình xong rồi đúng không? Đây là thấy không? Mấy bạn thấy chưa? Mình mới đếm có một lần thôi, 5 ngón này, thấy chưa? Mà mình lấy ra có một ngón rưỡi thôi, một cái rưỡi thôi, mà nó muốn là coi như là nó cũng muốn hết rồi, thấy không? Mấy bạn thấy chưa? Thì đâm ra nó doesn't go wasted. Sơn sát vào cuticle và sơn thật là mỏng. Yes em. Em nhớ là như vậy, sơn sát vào cuticle và sơn thật là mỏng. Em nhớ là sau đó là mấy em phải nhớ là phủ sạch bụi đi này, thấy chưa? Rồi mình sẽ sơn lớp thứ hai. Cái quan trọng là mình sơn thật là mỏng, đừng bao giờ sơn dày ha. Mình sơn dày cuticle của mình nó sẽ bị dày lên, nó sẽ không được đẹp nha. Các bạn biết không? Mấy em biết không? Đây. Bây giờ sơn sát vào này, em thấy em sơn sát chưa? Anh đẩy nó, anh đút nó vào này. À, anh nghiêng nó xuống như vậy. Đó, mấy bạn thấy không? Đây là cái móng tay ngắn làm để làm, còn móng tay dài làm khuôn hơi khó làm. À, không khó em, giống nhau luôn. Nếu mà móng dài thì em này, thí dụ bây giờ anh nói cho em nghe, thí dụ đây là cái móng này là cái móng của anh đi nha. Đây. À, anh nói thí dụ nha, Thủy Tiên, đây móng dài của anh này. Thì anh cứ nằm như vậy xuống thôi, em bỏ thêm bột vào, em cho nó nằm sát vào thôi chứ có gì đâu. Nè thấy chưa? Anh thua gì đâu. Được hết á. Đó. There's a way, there's a will. Do anything you want. Bột anh đang dip là loại nào vậy anh, David? Bột anh đang dip là bột này đây này em. Bột của công ty Chisel. Bột này nó vừa đắp mà vừa dip được luôn ha. Hello Duyên em. Vừa làm được cả hai nha, vừa đắp vừa dip luôn. Ở Sacramento có bán đầu dũa không anh? Sacramento có supply em chứ, anh có tới đó là anh supply gì rồi, quên luôn rồi, quên tên rồi ta. Ở Sacramento có bạn nào ở Sacramento không? Trong này không? Hôm trước David có tới rồi đó. Có hai tiệm. À, hình như là có, em tới đây em hỏi thử coi nha. À, ôm nó vô ha. Nếu mà nó thiếu thì mình giữ nó lại thôi, nó cho đều. Nghe nghe ok không có chi em. Nè mấy bạn thấy không, tiếp tục này ha. Nhớ bạn nhớ là sơn cho thật mỏng thôi nha. Đừng có sơn dày. Mấy bạn mà sơn dày thì nó sẽ bị lồi lõm mà nó sẽ bị gồ ghề lắm, nó không có đẹp ha. Nhớ chịu khó sơn cho thật mỏng. Đó. Ba ngón ha. Vậy còn ở Fort Worth, Texas có bán phải không chú? Có chứ, ở Fort Worth, Texas thì như là có cũng có luôn mà chú không nhớ rõ lắm. Ủa bé đang ở bên bé Phi Loan, con đang ở bên Texas hả? Mộng Thu sao lúc đầu anh điếp ở đầu móng trước để làm gì vậy? Để cho nó khỏi bị chóc nhé em. Tại vì có nhiều người hay bị chóc cái khúc đầu lắm. Em nhớ không? Cái khúc đầu nó hay bị chóc lắm. Anh cố tình anh điếp một chút xíu ở ngay khúc đầu này đó. Oh, thank you. Khúc đầu này đó. Là nó để nó giữ cho cái độ dày á, là nó sẽ bám tốt lắm, nó không có bị chóc nữa nha. Rồi đó. Nè các bạn thấy không, mình xong này. Thì bây giờ mình còn lại bao nhiêu đây là biết làm sao? Cho vô thùng rác, đúng không? Cái thằng này cũng cho vô thùng rác luôn cho nó sạch sẽ. Trời đất. Cho vô thùng rác thì mình cho vô thùng rác thì nó sạch sẽ. Như vậy rồi sau đó mấy bạn xịt alcohol lên. Rồi mấy bạn lau đi thôi. Này bạn thấy không? Nè, nhớ không? Mình chùi sạch đi này. Thấy chưa mấy bạn thấy chưa? Rồi, mình lấy alcohol mình chùi sạch đi thôi. Thì là khỏe re thôi, coi như là mình tiếp tục mình lại làm cho người khác nữa thì nó sẽ an toàn hơn. Nó cái này nó làm được hai mặt này mấy bạn thấy không? Một cái là nó làm hai hướng, một cái là mình dip vô vô đây cho có độ sâu, độ cong, hoặc là mình dip vô cho không cho cong cho lắm. Rồi ở trên mặt này là mình làm dip trên cái mặt mượt này nha. Anh cho em hỏi phone này là của tiểu bang nào vậy anh? 917 ha. Anh không rành anh ơi. Mấy bạn nào biết 917 ở tiểu bang nào không? Các bạn nào nhớ đấy không? 917 là tiểu bang nào không? Rồi. Bây giờ là nhớ là sau đó là mấy bạn nhớ là dùng unit activator, ok guys. Ok. Ở bang nào? Ở anh không không rành lắm cho em. 917 anh không rành lắm. Mấy bạn coi này.
Ok, mình sơn cái nước activator lên nha. Thì mình cần cái activator để cho nó khô ha. Rồi. Rồi, sau khi mình chờ nó khô thì mình mới giũa, mình chờ nó khô thì đâu ra đó hết rồi mình mới giũa xếp cho mấy bạn ha. Mấy bạn coi. Đây. Các bạn thấy không? Một cái bàn tay rất là đẹp ha. Người tay của người mẫu cực kỳ đẹp luôn. Mình tuyển dữ lắm mới được một một người model là chịu khó cho mình để mình làm đó. Vừa 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 đẹp vừa dễ thương nữa này. Sau đó mấy bạn giũ xếp nha. Giũ xếp ha. Rồi. Loạn phạm bàn tay anh đẹp nhất trên thế gian. Bàn tay không cho bột lia ở trên, không không cần hộp bột lia nha 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 Holly. Anh có làm mẫu gánh thiết móng không anh? Cũng có chứ, nhưng mà hôm nay chắc không làm, để bữa khác anh làm cho. À. Người đẹp tay cũng đẹp luôn. Đúng rồi em, sao hay quá. Em Thủy Tiên liền này, em giỏi. Em rất là giỏi. Hay anh bên đó đi làm lại chưa? À, Kim Võ ơi, bên anh đi làm lại rồi. Anh thấy tiệm nail người ta cũng mở ra đầy hết. Nhưng mà nhớ là phải theo cái CDC guideline nha. Nó xuống nó xét á. Nó họ vô họ xét á. Mình không theo đúng là nó có thể là bị phạt. À. Thì cẩn thận ha, nhưng mà đi làm lại hết rồi. Tất cả mọi người đều đi làm lại hết. Mấy bạn thấy chưa? Thì bây giờ là coi như là mình đang deep đúng không? Mình deep xong rồi là mình vuốt cho nó thật là đều và sạch sẽ. Đây. Đó. Mình vuốt cho nó thật đều ha. Đây là những cái căn bản, đây là toàn toàn là những David hướng dẫn cho mấy bạn nãy giờ đó. Là David hướng dẫn cho mấy bạn toàn là những căn bản về deep không nha. Rồi. Anh dùng Super Base thì khỏi dùng chai số 3. Đúng rồi. Nếu mà em dùng cái Super Base Deep thì em không dùng chai số 3. Nếu mà em dùng cái chai này này thì không cần dùng chai số 3 này. Nhưng mà cái chai này thì nó khô nhanh lắm. Những bạn nào mới vào nghề thì đừng có nên dùng, tại vì nó khô nhanh, mấy bạn làm không kịp nó khô hết rồi. Mấy bạn nên dùng cái chai này cho nó dễ hơn lúc mới người mới tập vào nghề đó. Okay. Và sau đó mấy bạn nên nhớ là mình sẽ đẩy cái da ta đây này. À, thấy chưa? Mấy bạn đẩy da ra để làm cái gì? Để ra khi mà giữa cái móng thật và cái móng giả, cái móng thật và cái bột nó dính vào với nhau đó, mà nó lỡ mà nó có mình quét nó có dính vào với nhau đó, thì mấy bạn vuốt đó nó sẽ không bị đau cái móng tay của người ta. Mấy bạn hiểu chưa? Nó không làm đau móng tay người ta. Và sau đó mình sẽ chạy đầu vuốt này đi cũng được ha. Còn không thì mình chạy đầu vuốt này cũng được, tùy theo. Mình muốn chạy đầu nào cũng được hết. Đầu này thì mình chạy thì muốn chạy đầu này thì mình chạy nhẹ thôi, đừng chạy quá thì nó có thể là nó làm mất cái bột của mình đi. Bạn hiểu chưa? À, cái tốc độ của cái máy lúc này thì tốc độ mình chạy khoảng chừng 8.000 hoặc tới 10.000 RPM nha mấy bạn. Không có đó. Đó, nhiêu đó thôi mấy bạn, chỉ cứ chạy cần chạy nhiêu đó thôi. Thấy không? Thấy không? Ha, như đó thôi đủ rồi. Em chưa ăn của Cali, em xử anh cái tội đổi tên họ của em chỉ có. Sư phụ không làm màu xanh cho dễ nhìn, màu này khó. Anh nói cho em nghe, anh là màu xanh. Bây giờ anh đi ra ngoài, anh làm việc, anh đeo cái móng tay ra màu xanh. Mất công mà có mấy mấy quỷ sứ nó theo anh sao? Hả? Đoàn Trang theo anh về nhà là chết anh sao? Nên anh làm cái màu này, nó cho anh nãy giờ anh cố thì anh lựa cái màu này ra để cho nhìn ra giống như vậy mà hả. Đây anh sát là cho em coi đây kìa. Cái rồi bây giờ mình vuốt nè mấy bạn coi nha, mình vuốt nè, đi sát vào này không, mấy bạn thấy không, đi sát vào này, đi sát vào này. Thấy chưa?
Rồi các bạn thấy không? Cái cuticle, cái quan trọng là cuticle. Làm xong tháo ra anh, tại vì anh làm xong cái anh có là làm cho giống ca sĩ Tuấn Anh. Đó. Rồi bây giờ này, vuốt trên mặt này. Ok. Thấy không? Vuốt cho thật đều ha mấy bạn thấy chưa? Nó rất là nhìn natural. Đó. Cái quan trọng á là mấy bạn nhớ là cái đường cái chung quanh của cuticle của mình á, nó phải ôm vào, nó phải ôm vào và nó phải đẹp. Thì như vậy đó, cái bộ cái này của mình này nhìn ra nó mới đẹp được, các bạn thấy chưa? Tiếp tục là mình díp ngón này này. Mình đi cong này, thấy chưa? Mấy bạn thấy đi cong không? Nè, đi cong này thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Thật là đều ha. Đó, mấy bạn thấy không? Nè, đi thật đều ha. Mình giữ lại, mình vuốt làm sao là làm sao mà cho cái cuticle nó tròn mà nó đều. Lúc đó kêu anh là sư phụ chứ không phải kêu anh nữa. Kêu là chị sư phụ. Chị sư phụ. Sư phụ có chị nữa. Chết luôn đó nhá, màu xanh là chết luôn này. Nè, các bạn thấy không, ôm cho thật đều vào hai cái này này. Làm sao thì làm, mặc dù móng tay người ta nó rất là ngắn, mấy bạn biết không, đâu phải là người, móng tay người ta ngắn mà mình làm không ra đẹp được đâu, bắt buộc mình phải làm ra đẹp được hoàn toàn hết. Đó, các bạn thấy không? Nè, ôm nó vô là thật là đều ha, đẹp đó. Rồi mình tiếp tục mình đi tứa này mấy bạn, con này ha, cho anh này. Okay. Các bạn nhớ là đi sát vào cuticle hai góc này ha, thấy chưa? Đi lên đây cái đầu vũ của mình nằm xuống này, đó các bạn thấy không? Đó, mình nằm xuống này, bắt đầu mình chạy này. Cái gì cười về Đoan Trang, em cười trên sự đau khổ của anh phải không? em cũng muốn bị quỳ không? Này. À, bạn thấy chưa? Thì bây giờ cái móng của mình mà nó muốn lip cũng khó lip lắm, tại vì lý do á là mình đi á, cuticle của mình nó tròn mà nó sạch rồi, các bạn hiểu chưa? Khi mà cuticle mà nó tròn mà nó sạch rồi thì nó không có cơ hội để nó lip. Anh làm riết rồi, hôm nay tay anh đẹp rồi đó. Tay anh lúc nào cũng đẹp, em nói chuyện sao vậy hả? Anh đâu bây giờ, tay anh đâu bây giờ xấu đâu, anh đã nói em rồi mà. Tại anh là người ta mướn đi làm model, anh chưa chịu đi nè. Anh hy sinh cho mấy em đó, đeo lên làm model này thấy không? Nè, các bạn thấy không? Nhìn này. Thấy không? Vuốt cho thật đều và tròn này ha. Đó, thấy không? Rất là đòn. Đó, thấy không? Đẹp tròn đều. Mặc dù một cái lớp ở trên đầu á, phong độ lắm. Đúng rồi, phong đoàn cánh luôn chứ phong độ gì. Nè mấy bạn thấy không, mình vũa đi này thấy chưa? Rất là đều. Ôm lại là ngay vũa hai bên này sát lại chút xíu này, thấy không? Ở trên mặt thì các bạn để sao cũng được, nhưng mà nhớ là nó phải đều thôi. Bạn hiểu chưa? Đó. Đó, thấy không? Nè, thấy không? Đó. Sạch lại ha, đoạn lại cho đều nha.
Đây. Nhớ ha, ôm cho thật đều vào, cho thật gọn vào. Bây giờ mấy bạn thấy chưa? Rất là đẹp và đều này ha. Đâu ra đó đàng hoàng. Ừ. Đó, đó. Bây giờ mình chỉ cần vuốt sơ sơ qua những cái xếp nào cho nó là đo, cho nó gọn lại cho khách thôi, đúng không? Đó. Vuốt cho nó gọn lại cho khách này. Ok. Rồi sau đó mấy bạn bóp phở này ha. Đẹp không em? Đẹp tuyệt vời ha. Mấy em nên nhớ là như vậy này. Nó có một cái chút xíu mẹo mẹo trong này. Những bạn nào mà muốn sơn cái top dip cho nó bóng á thì mấy bạn chịu khó bóp nhiều lần. Trên cái mặt này nó càng bóng bao nhiêu, nó đừng có để nó bị những cái đờn sần này. Bây giờ này mình vũa khi nó bị sần á, mấy bạn ráng cố gắng mấy bạn vũa cho nó hết sần đi. Mình làm sao mà cho cái móng của mình nó bóng bao nhiêu, nó smooth bao nhiêu. Thấy không? Dũa vàng này 80-80 em. Cái này 100% này. Cái nào cái dũa này 100% này. Cái dũa 100%. Cái dũa này nó 80-80, nó hơi sành. Nhưng mà đúng ra thường thường mình làm deep mình dũa 100% nó đẹp hơn. Không, anh không có 150 trong này à, Trang ơi. 150 anh không có. Nhưng mà nếu mà làm deep á, dùng dùng 120 hay là 150 là tốt. Nó dễ là dễ làm hơn. Một bộ deep làm bao nhiêu lâu là xong vậy anh? Khách em nói em làm deep lâu quá em họ nói không thích làm. Một bộ deep á em làm trung bình đó là khoảng chừng 35 phút đồng hồ cho tới 45 phút đồng hồ là maximum ha, đừng có làm lâu hơn. Andy Lê khỏe không em? Làm mình giống Phong cùi quá. Covid đó hả? Phong cùi quá. Đúng rồi Loan ơi, mùa Covid này cái gì cũng cũng mệt hết á. Thiệt là mệt luôn á. Mệt lắm. Cũng tội nghiệp nhiều 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 chủ lắm. Supply rồi nhiều tiệm, nhiều bạn, nhiều nâu đôi hết. Làm tùm lum hết. Anh sơn top dip hay là top gel? Anh có hai cách sơn. Ok. Bây giờ anh sẽ chỉ cho mấy bạn. Mình có hai cách để mình sơn top. Thí dụ bây giờ những bạn nào mà khách đó, họ cho mình sơn top gel đó. Ok. Thì mấy bạn nên chịu khó coi cái này. Nếu mà khách cho sơn top vừa 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 gõ bộ cũ của anh hả? Vừa vừa Hoa Lê Nguyễn vừa gô bồ cũ của anh hả? Anh đọc quà nó hiểu gì hết trơn. À, và chai này là chai base. Thì những em nào mà muốn muốn hơ vào đèn ha, những em nào mà làm deep xong mà muốn hơ vào đèn. Ủa tại sao nó rớt ra tiêu vậy? Đây. Take off à? Vừa gỡ bỏ chứ nữa hả? Take off à? Take off thì em chỉ ngâm nó ra thôi. Take the old set off. Yeah, you have to take the old set off every time, Holly. You soak them in acetone. Get acetone. And then soak them in acetone. Or you can wrap them in foil paper, cotton to remove them. That's the only way to remove them. Ok. Nào, bây giờ thí dụ bây giờ mấy bạn coi ha, khách mà nó muốn sơn gel, then you have to sơn base lên. Các bạn nhớ nè nhỉ. Thấy không? Có một cái mấy bạn nên nhớ đó là như thế này. Nếu mà mấy bạn sơn base này thì mấy bạn hơi cho đèn 30 giây. Bạn thấy không? Nhưng mà mấy bạn nên nhớ là mình sơn cái thằng base này đó là phải sơn thật là mỏng.
mỏng bao nhiêu nó sẽ đẹp bấy nhiêu. Cố gắng sơn thật mỏng nha, đừng có bao giờ sơn dày. Mấy bạn hiểu chưa? Ok. Và sau khi mấy bạn sơn mỏng thật là mỏng, bạn hơi cho đèn 30 giây. Mấy bạn lấy ra. Thì sau khi mấy bạn lấy ra, mới sẽ bạn sơn cái thằng top này lên. Thì cái móng này nó sẽ không chạy đi đâu hết tất cả, mà nó rất là bóng, nó bóng còn hơn BD luôn. Bóng còn hơn mấy em bóng luôn. Mấy em bóng thua luôn. Đó, bây giờ mình sẽ sơn một lớp nữa này. Này lớp này là lớp top này. Ok. À, thế giờ. À, nhớ siêu cái đầu này cho nó khỏi bị chóc. Rồi sau đó mấy bạn hơi đèn 60 giây. Bạn hiểu chưa? Anh dùng chai chai xanh gắn diamond, đúng rồi. Cái chai này là gắn diamond cũng được luôn. Cái chai này mà nếu mà em mấy em dùng làm gel manicure đó, muốn dùng nó làm base cũng được luôn. Rất là tốt. Chai này gắn được nhiều lắm, gắn diamond nè. Làm được nhiều thứ lắm nha. Nhớ không? Còn chai này thì là chai top của nó. Nghe không John? Ok. Sau khi anh làm xong cái thằng này đó là anh sẽ làm rồi anh sẽ làm thêm một cái rồi anh rồi đây là cái này nó khô đúng không? Mấy bạn thấy nó khô này. Còn nếu những bạn nào mà khách không cho xài gel thì nó bắt mình xài size số 4 thì mình phải dùng cái chai Activator và chai số 4. Mấy bạn hiểu chưa? Thì cái nếu mà dùng Activator thì mấy bạn nên coi như thế này. Mình sẽ dùng cái activator này, mình sẽ quét activator lên đây. Ok. Sắp xong chưa? À, 10 phút nữa xong rồi. Chờ ăn cơm nha. À. Cơm xong đi mua chiếc cà rông. À. Thì mấy bạn thấy đây này. Mình sơn activator lên xong. Sau khi mình sơn activator thì mình nhớ mình lấy giấy mình chùi cho nó sạch đi. Mấy bạn cần phải chùi cho nó sạch đi, mấy bạn không chùi cho nó sạch đi như thế này, mấy bạn sơn thấp lên nó bị hư cái chai này của mấy bạn. Bạn hiểu chưa? Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái chai này và mình sơn lên cho mấy bạn coi đây. Đây. Bạn kéo này. Đó, mấy bạn thấy chưa? Mình thả nó vô đó. Ở Việt Nam có Huế ơi. Nè. Sau khi mấy bạn sơn hết như vậy 10 ngón. Ha, sơn 10 ngón nha. Rồi mấy bạn chờ khoảng chừng 1 phút đồng hồ. Ừ. Mấy bạn chỉ khó chờ 1 phút. Rồi mấy bạn mới sơn lớp thứ hai. Chứ không mấy bạn không cần phải sơn lớp thứ hai nhiều liền. Mấy bạn có thể nhìn trên cái mặt bột này, mấy bạn có thấy được là nó từ 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 nó sẽ khô đi. Bạn nhìn thấy cái từ từ nó mặt bột nó mờ đi. Mà nó mờ đi đó. Dạ muốn mua ở đâu? À, em muốn mua thì em sẽ liên lạc cho em Annie Lê. Đây nè, để anh thách cho em coi nha nè. ENN này ha. IE đây. Đó. Em thấy chưa? Anh mới đánh vô cái chữ Annie Lê đó. Em liên lạc cho cái cô đó đó. Em mua nha. Này mấy bạn coi này, mình sẽ chọn mình làm lớp thứ hai nè. Lớp thứ hai này. Thấy chưa? Lớp thứ hai bạn sơn lên này. Đó. Không? Sau khi mấy bạn sơn lớp thứ hai lên thì nó take khoảng chừng 3 phút cho tới 5 phút đồng hồ nó sẽ khô. Nó hơi lâu khô hơn chút xíu nhưng mà nó được cái là nó khô, nó rất là bóng. Mấy bạn nên nhớ là như vậy ha. Thấy không? Hai lớp. Lớp lớp này, cái này là gel. Anh cơm chiên với cá xoài à? Trời ơi, chiên với xoài coi là ngán lắm rồi anh Hòa, ngán lắm rồi. Thôi mai mốt qua đây đi, anh cho em ăn hết. Anh kho thịt đến ăn cho nó chắc ăn. Anh ăn thịt bò đi nhé, cá chiên. Nè mấy bạn thấy không, nè từ từ để này, cái lớp này từ 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 nó sẽ khô mà nó sẽ bóng, nó không có bóng bằng cái gel. Nếu mà gel bóng 10 thì cái này nó bóng khoảng 8 hoặc là 9 là maximum thôi, không bóng được hơn được như vậy. Mấy bạn biết không? Hello Tiên Phạm, em khỏe không? Đó,
Thì chương trình của ngày hôm nay là mình xong, mình sẽ đắp, mình cho anh đâu rồi cho anh. Em nói hai màu nào em làm không có ra đâu, em nói lại cho anh coi, để anh đắp bột cho em coi. À, lý do gì em đắp không ra ôm rê cho anh ơi. Em lên tiếng cho anh coi coi, em nói là màu vàng với màu gì nữa, để anh lấy màu vàng được cho em coi. Đây anh lấy cái màu vàng thì là vàng đây, màu vàng này là OM49A ha, hay là màu vàng này đây, anh có nhiều màu vàng lắm, màu vàng nè. À, anh có rất là nhiều màu vàng ở trong đây. Màu vàng nữa nè. Đó, em thích màu vàng nào nói cho anh nghe coi. Thủy Tiên lo học đi chưa gì thích anh. Thích anh David rồi. Đi điên. Thủy Tiên hả? Anh là anh bắt Thủy Tiên, anh là anh bắt Thủy Tiên quỳ mấy lần rồi đó. Cái tội mà học mà không lo học đó. Đó, mà đòi lo ăn đó. Còn muốn bị phạt nữa chứ. Em Vivian em cũng coi chừng nha. Em mà học mà không có rõ là anh bắt quỳ hết á, anh bắt học sinh là quỳ. Vàng tươi. Thấy vàng này vàng tươi đúng không? OM49A rồi còn cái gì nữa? Còn muốn màu gì nữa đâu? 45 đi anh. Ok, 45 rồi, anh lấy 45 cho em. 46. Đây. Đây là 45, mấy màu gì nữa? Đắp bột 45 mấy màu gì nữa? Chị muốn ăn mà chưa được nè. À, mấy em đừng có làm cho anh đói bụng nha. À, 45 màu gì nữa cho anh? Mấy màu gì? Màu đó màu gì? Nói nghe coi. 45 mấy màu chi nữa? Nói nghe coi. Tại vì nghe anh nói chuẩn bị đi ăn. Em đăng ký anh ha. Rồi. Đây. Màu gì nữa đâu? 45 đây, màu gì nữa? Hả em, em cho anh nè. 45 vàng đây. Sẽ làm cho mình, sẽ làm, anh sẽ làm cho em coi. Pink 15. Pink 15. Solid 15. Ok. Rồi bây giờ nè, đắp cho coi nha. Pin này là pin solid 15. Nè. Và OM 45 và solid 45, hai màu này. Đắp bột, ok. Em cho anh có thắc mắc là đắp. Em đắp vô bị gì cho anh? Đây, hai màu này đây. Màu pin và màu nà cam đây. Solid 15 nha. Solid 15 và solid 45 nha. Ok, mình sẽ đắp solid 45 trước. Ok, các bạn theo dõi đây. Nếu mà muốn làm ombre đắp bột đó, mấy bạn chú ý cho ngay chỗ này. Ở đây nè. Ok, thật là mỏng. Mà để sát vào trên đây cho thật đều vào. Ok. Có những cái nhiều cái màu á. Nè, nhìn kỹ nha cho anh. Nè, thấy giờ đều chưa? Thật là mỏng và đều này, thấy không? Kéo xuống. Ôm nó lại này, thấy không? Đây. Thấy không? Thấy ôm chưa? Thấy cái cách đắp bột chưa? À. Ở trên đây là nó chỉ là có cái màu vàng để nó nằm sát đó thôi. Nhưng mà nó không có dày. Nó không có dày nha. Nó rất là mỏng. Ok. Rồi sau đó nè, mình sẽ lấy nè, cái màu này, màu solid 15 này. Đây là solid 15 này. Trên đây này, mình để ngay đây này, mỏng thật là mỏng này, thấy không? Ôm nó vô này, thấy chưa? Vuốt nhẹ xuống nè. Thấy chưa? Cho anh thấy không? Đắp cao móng. Đắp cao móng là đắp gì? Tiếp tục bộ thứ hai nè. Để sát vào critical này, thấy chưa? Rồi này, kéo nhẹ xuống nè. Ok. Hai màu này nó ombre đẹp vậy mà em nói em bị gì? Nói anh nghe coi. À.
Đó, mấy bạn thấy chưa? Theo lời yêu cầu của em John Nguyễn. Em John Nguyễn nói là hai cái màu này đắp bị cái gì? Thì giờ anh đắp cho em coi nè. Đó, em bị cái gì hay không? Nhớ là khi mà đắp xong như vậy nè. Nhớ ha. Nó bị dơ gì đây nè. Bỏ bột clear lên trên. Nè, thấy bột clear không? Cái bột clear này mà không bỏ lên á. Anh sư phụ tốt thiệt theo... làm theo nhu cầu cho dù đó, đó đúng rồi, anh đói rung tay rung chân luôn rồi đó. Đó, thương lắm mới làm đó. Bây giờ coi này, bột clear nè. Nhớ không, cho anh em bỏ bột clear lên đây nè. Kế em để sát vào đây cho anh. Em kéo mỏng xuống nè. Đó, thấy không? Em thấy sao? Đẹp không? Ôm rê như vậy thì là ok rồi đúng không? Nè, em coi độ dày nè. Ha. Em coi độ nè. Đầy đủ hết nè. Như vậy được chưa? Đó. Rồi đó nha. Ok rồi đúng không? Rồi. Cứ chớp. Dễ lắm. Thí dụ bây giờ như vậy nè. Mấy em đắp ombre đó. Anh có một cái hôm trước anh đã hướng dẫn mấy em rồi. Mấy em mà đắp ombre đó, mà mấy em gặp mấy cái màu mà nó khó làm đó, ok, thì mấy em đắp hết một cái bề mặt luôn. Mấy em hiểu chưa? Thôi, hôn để dành cho em, anh cho khỏi. Em đừng có quậy anh nha. Thủy Tiên liền. Anh đừng quậy anh nha. Để dành cho em cái đó. Hello Jessie Phạm em. Mấy em nhớ là như vậy nè. Ok. Nếu mà mình làm những cái màu mà mình cảm thấy mà nó hai cái màu nó khó làm quá. New Jessie có bột cho chi sầu nha Tố. New Jessie có. Mà cũng can đảm chịu chơi nhất thế nào. Nè. Thì bây giờ nè, mình lấy cái màu này nè ha. Những cái màu mà nó khó thế nằm ở dưới đó. Nè mấy em nên nhớ, mình làm cho nó thật mỏng ở trên đây. Đó, mấy bạn nhớ chịu đó. Nè. Nhớ thật cho thật mỏng ở trên đó. Thì như vậy đó, mấy em làm ombre nó dễ lắm. Nó sẽ không bị, nó không có bị cái problem. Anh hứa. Hứa thật nhiều. Thấy chưa? Mấy bạn thấy chưa? Rồi vô đó. Rồi sau đó mấy bạn coi nè. Cục bột nude nè. Solid 15 nè. Thả trên đây nè. Thấy chưa? Đập thật là mỏng lại như vậy nè. Rồi đó mấy bạn vuốt xuống. Thấy không? Đó. Mấy bạn thấy chưa? Mặc dù nó khó như thế nào em vẫn làm được hết. Đúng rồi đấy Hiếu Nguyễn ơi, anh vừa deep vừa đắp luôn. Cái này anh mới hướng dẫn làm deep nè. Nè, anh làm dơ rồi. Bây giờ anh qua đây anh làm đắp này. Cái bột này nó vừa làm được cả hai, em muốn đắp cũng được mà deep cũng được tùy theo. Làm sao cũng được hết. Rất là dễ làm ha. Đó. Đó mấy bạn thấy chưa? Rồi, bây giờ mình đi ăn nha mấy bạn. Mình đi ăn là mình đi công chuyện chút xíu. Công chuyện ngày hôm nay mình cũng nhiều việc làm lắm. Mình hơi khá nhiều việc làm của ngày hôm nay. Thì này, xong ha. Rồi bây giờ cảm ơn tất cả bạn và các anh.